Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Thưa quý vị, năm cũ qua đi, năm mới vừa tới, chúng ta hân hoan đón chào một năm mới với những ước mơ, hy vọng mới. Tuy nhiên, có những con giáp dù mới chỉ bước sang tuần thứ 2 của tháng 1, từ ngày 8 đến 15 tháng 1 đã gặp phải đủ thứ xui rủi bủa vây, mọi thứ dường như đang chống đối lại bạn. Mọi kế hoạch sự tính đều không thành khiến bạn rất mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhắc nhở năm con giáp dưới đây trong tuần này làm gì cũng cần cẩn trọng, suy xét kỹ lưỡng kẻo tiền mất tật mang. Tuổi Tý. Tuần này công việc sự nghiệp của người tuổi Tý trải qua không ít biến động, nguy cơ thất bại khá cao nếu tiếp tục duy trì tư duy bảo thủ, không biết tiếp thu góp ý và gợi ý từ người khác. Có những thời điểm gia chủ mất động lực, làm việc khá tùy hứng, thiếu tập trung nên mọi việc chỉ hoàn thành được nửa vời hoặc làm qua loa cho xong. Với những người làm công ăn lương, sự mệt mỏi, chán chường sẽ làm giảm sút hiệu quả công việc. Mọi sự đóng góp của bạn không được cấp trên công nhận, sự cố gắng của bạn như dã tràng, xe cát. Tuy nhiên đừng lấy đó làm lý do để lười biếng, chảnh mảng, hình thành thói quen không tốt cho bản thân. Trong thời gian này, gia chủ rất cần sự kỷ luật hay một khuôn phép, quy tắc sẵn có để ép bản thân đi đúng hướng. Nếu không, sai sót có thể xảy ra ngay từ đầu. Bản mệnh mãi trượt dài trong thất bại, cần học cách tiết chế và đổi mới bản thân, càng sớm càng có lợi. Xem tử vi đường tài lộc của tuổi Tý trong tuần này không quá lý tưởng, bạn thường xuyên mất tiền cho những mục đích không thật sự cần thiết. Ví dụ như mua sắm theo tâm trạng, rất dễ dẫn đến việc phung tiền quá chán, tài khí khó tụ, việc làm giàu cũng bị cản trở theo. Ngoài ra bạn cũng nên đề phòng khi tham gia vào các dự án bất động sản hoặc đầu tư vào bất động sản theo người khác. Việc thiếu bình tĩnh và lý trí có thể khiến bạn gặp rủi ro về tài chính. Phương diện sức khỏe, người tuổi Tý được tử vi đánh giá là không quá ổn định. Các gia chủ tuổi Tý có chút phiền muộn do không có sự đồng tình, ủng hộ của cấp trên cũng như đồng nghiệp. Thu nhập cũng thấp hơn so với các tháng trước nên khiến bản thân lo lắng về chi tiêu. Hệ tim mạch của gia chủ không được tốt cho lắm, cần chú ý khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh nếu có. Bản mệnh cũng cần đề phòng những nguy hiểm tiềm ẩn ở gan và túi mật, đôi khi còn do chấn thương ở xương và cơ thể khi đi xa hoặc bất cẩn trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông. Ngoài ra, cần chú trọng việc chăm sóc cơ thể tốt hơn, chăm rèn luyện cơ thể, thể dục, thể thao, giảm trừ nguy cơ bệnh tật. Hung tinh xuất hiện gây ra những trục trặc nhất định trên đường tình duyên của người tuổi Tý. Đào hoa ảm đạm, tình cảm đôi lứa vui thì ít mà buồn thì nhiều. Những cuộc cãi vã vì mâu thuẫn quan điểm xảy ra thường xuyên hơn. Nữ mệnh tuổi Tý, bạn là một người nhạy cảm trong chuyện tình yêu, luôn là người chịu nhiều thiệt thòi. Trong tuần này, tình cảm của hai bạn sẽ tốt đẹp và êm đềm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tử vi khuyên bạn không nên suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực, ngờ vực, suy đoán, sẽ xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Các cặp vợ chồng nếu để mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, có thể dẫn tới ly thân, con cái bị ảnh hưởng theo. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát nếu bản mệnh chịu nhượng bộ và bao dung nhiều hơn. Nếu đang ở một mình, bạn ít có cơ hội cải thiện tình cảm, dễ tỏ ra không có thiện chí trong những cuộc hẹn được giới thiệu thông qua người khác. Bạn nên cho bản thân cũng như cho người khác cơ hội để chăm sóc, bầu bạn bên mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mão. Xem tử vi tuần 2 tháng 1 âm lịch năm Quý Mão, vận khí của người tuổi Mão có dấu hiệu sa sút khá rõ trong thời gian này. Công việc đang trên đà ổn định bỗng lao dốc, điều tiếng thị phi rất dễ xảy ra. Con giáp này đã phải nỗ lực rất nhiều nhưng không được ghi nhận xứng đáng. Thậm chí xuất hiện kẻ tiểu nhân cướp công đoạt sức, những đối xử bất công nơi làm việc cũng khiến Mão nản lòng. Bạn dần hiểu rằng nếu chỉ chăm chỉ thôi chưa đủ, còn cần cả sự khôn khéo và biết cách tạo dựng quan hệ. Đây sẽ là một tuần mà sức khỏe của người tuổi Mão có dấu hiệu sa sút khá rõ. Bạn dễ gặp các triệu chứng do thời tiết thay đổi hay nhiễm cảm lạnh như là cảm, ho, sổ mũi, viêm họng và các bệnh cảm cúm thông thường khác. Ngoài ra còn có thể bị dị ứng da giao mùa. Để cải thiện tình trạng này, bạn cần sắp xếp ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Ra ngoài che chắn cẩn thận để bảo vệ bản thân, tránh tiếp xúc quá nhiều với dị nguyên gây dị ứng. Bạn cũng nên vận động nhiều hơn để tăng sức đề kháng cho bản thân mình. Sức khỏe tinh thần cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Nếu thấy áp lực quá lớn, bản mệnh đừng ngần ngại cho bản thân khoảng nghỉ ngơi hoặc đi du lịch đâu đó để giải tỏa.
Tuần này, vận trình tình cảm của tuổi Mão sẽ có nhiều biến động, đặc biệt là khoảng thời gian giữa tuần sẽ có một số thay đổi khiến tuổi này không kịp chuẩn bị. Mối quan hệ giữa bạn và nửa kia trở nên vô cùng căng thẳng vì một vài chuyện nhỏ nhặt hoặc có thể do mâu thuẫn tích tụ lâu ngày. Lúc này cảm xúc bộc phát nên dẫn đến rạn nứt tình cảm giữa hai bên. Những người tuổi Mão phải cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình trong tháng này và đừng hành động liều lĩnh kẻo đánh mất hạnh phúc của bản thân. Tuổi Mão nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Tuổi Hợi. Người tuổi Hợi có điểm báo xui xẻo khá rõ trong tuần 2 tháng 1 năm 2023. Có vẻ như bạn vẫn chưa dứt ra khỏi những suy nghĩ ăn chơi, nhàm tản từ tháng đầu xuân trước đó, nên chưa lấy lại được sự tập trung cần thiết trong tuần này. Cơ thể cũng uể oải hơn, tinh thần không thoải mái, đầu óc không đặt vào công việc. Điều này sớm muộn gì cũng gây ra những sai sót nếu bạn không chấn chỉnh bản thân. Bạn cần làm việc nghiêm túc hơn để tránh tạo cơ hội cho tiểu nhân gây chuyện thị phi, ném đá giấu tay. Việc giao tiếp cũng cần khéo léo hơn để tránh điều hiềm khích, gây cản trở con đường tiến thân, nhất là những bạn có dự định thay đổi công việc trong thời gian tới thì phải tích cực hành động. Tử vi tuần này cho rằng không ít xáo trộn đã xảy ra trong mối quan hệ với bạn đời của con giáp. Đôi bên sẽ có những xung đột về lời nói, thậm chí động chạm tay chân, khiến mối quan hệ rạn nứt nhanh chóng. Để tránh tình cảm rơi vào khủng hoảng, tuổi Hợi cần kiểm soát cảm xúc của mình, chú ý thái độ và cách nói năng khi nóng giận, kẻo hôn nhân đứng trước bờ vực sụp đổ. Vận trình tình cảm của người độc thân trong tháng này ở mức trung bình, không có nhiều cơ hội gặp người ưng ý để thay đổi hiện trạng. Dù là người đã có đối tượng trong lòng, cũng vì nhiều lý do mà không đến được với nhau, đánh mất cơ hội nắm giữ hạnh phúc. Mối quan hệ của các cặp đôi cũng nhiều bất ổn, thường xuyên xảy ra cãi vã vì tác động cả chủ quan lẫn khách quan. Vậy nên các bạn không nên nhắm mắt bước chân vào hôn nhân trong thời điểm này, nên xử lý mối quan hệ lứa đôi trước để sau này không có gì phải hối tiếc. Tuần này, người tuổi Hợi cần lưu tâm đặc biệt đến sức khỏe của chính mình, cần đi kiểm tra để phát hiện vấn đề khi cơ thể có triệu chứng bất thường. Tháng này cũng rất dễ vướng tai nạn, thương tổn, khả năng phải nhập viện là rất cao, gây hao tổn về tài chính. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 3 con giáp xui xẻo nhất trong tuần thứ 2 của tháng 1. Quý vị có thuộc một trong những con giáp trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.